Rồi nào. Nhìn nhá, chọn từ phát âm khác này. Phát âm S có mấy cách? Phát âm S mấy cách? Ba cách. Nghe coi câu thần chú đây. Anh chị nào cũng chán đời ghê. À, phải phòng khi tối. Sẽ phát âm là S cho cô. CSH của chị Sương thì phát âm là it. Còn lại phát âm là giờ, con có hiểu không nhỉ? Ví dụ như quyển sách mà thêm sờ vô phát âm là gì? Con thấy chữ K không? Thấy chữ K không? À, thấy chữ K rồi thì nó thuộc trường hợp phải phòng khi tối này. Vậy con phát âm chữ sờ này là sờ cho cô. Rồi ví dụ như là cái cây bút này. Cây bút là chữ N đúng không? Khi mà có thêm sờ vô cây bút thì chữ sờ này đọc là gì? Nó thuộc trường hợp này, đọc là giờ. Rồi ví dụ như là cái đĩa. À, cô thêm S vô thì đọc là đít gì biết không? Đít xịt. Bởi vì nó có chữ SH không này? CSH của chị Sương ấy. Đấy chưa? À, ở đây là chữ N thì không thuộc hai trường hợp kia cho nên cô đọc là giờ. Vậy ở đây play gì? Play giờ. Lúc gì? Chữ K. Lúc gì? Lúc sờ. Tiếp theo stop gì? Stop sờ. One gì? Vậy thì con khoanh vào câu A được chưa? Rồi. Xuống dưới. Tiếp theo lại phát âm sờ S. Book hay gì? Chữ sờ nè. Trường hợp chọn CSH. Book hay gì? It. À, book hay xịt. Pen thuộc trường hợp nào? Sờ đâu mà sờ. Phải phòng khi tối mới sờ. Trường hợp nào đây? Giờ. Rồi. Ruler gì? Ruler gì? Giờ luôn. Pillow gì? Giờ luôn. Vậy khoanh vào đâu? Book hay xịt. Ok. Rồi bây giờ không phải sờ S nữa mà phát âm chữ A nào khác này. Name. Name là chữ A mới ra name được. À, name. Classmate cũng là A luôn. Cũng là chữ A luôn mới ra mây. Paper cũng là A luôn thì mới ra pay được. Và tank lại là chữ E A đó. À, cho nên khoanh vào câu này được chưa? Tiếp theo chữ E nào khác này. Seven đọc là gì? E. E, seven, ten đọc là gì? E. Ten là E luôn. Evening đọc là gì? E. E, eleven đọc là gì? E. E, vậy con khoanh ở đây. Ok chưa? Rồi, chữ I nào khác? Hai đọc là gì? I thì mới ra hai được. Five đọc là gì? I. Nine. Và children là chữ I. Vậy khoanh vào đây, được chưa? Rồi. Tiếp theo chữ O nào khác này? O. Đọc là O này. O. Morning là O. Bingo đọc là gì? O. Hello đọc là gì? O luôn. Vậy con khoanh vào đâu? Morning. Được chưa? Rồi lại phát âm sờ S nữa. Phát âm sờ S nào? Chữ tờ này thuộc trường hợp nào? Phải phòng khi tối. Phát âm là gì? Sờ. Play gì? Play giờ. Decide gì? Decide giờ. Leave gì? Leave giờ. Được chưa? Khoanh vào đây. Rồi take gì? Take chữ A đọc là A mới ra take được. Action, chat và family là chữ EA cho khoanh đây. Nhá. Rồi xuống mày dưới. Peter và tôi. Nào. Ê. Peter và tôi học lớp 6A. Form teacher là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là Miss White. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là Miss White. Vậy ở đây có phải xài tính thừa sở hữu nào? Nãy cô mới nói con đấy. Một mớ tính thừa sở hữu đấy. Vậy Peter và tôi thì bây giờ giáo viên chủ nhiệm của ai? Của ai? Của chúng tôi. Chúng tôi là our. Thành đây. Okay. Rồi. Sam có một pencil nhưng anh ta không có một cây bút. Ở đây phải là không có. Không có thì con phải một là C, hai là D. Hasn't got hoặc là haven't got. Thì con khoanh câu nào? Hasn't got bởi vì he là chủ ngữ số ít. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp theo, chị gái tôi luôn luôn. Bây giờ này, hiện tại đơn con không có mới dạy con rồi. Hiện tại đơn, chị gái là chủ ngữ số ít. Động từ thêm S hoặc ES vào câu nào? Mặt tay thì phải là rửa tay, phải là wash your hand, wash her hand. Đó câu A. Tiếp theo would you like. Nào ghi vào would you like. Đằng sau would you like là một to infinity. Ghi vào cái đề luôn. Đằng sau would you like là to infinity nghe chưa.
Would you like to infinity? Cho nên cô Khanh và cô C đấy. Nhớ đấy. Rồi, bạn thân nhất của tôi rất là tốt bụng và gì? À, anh ấy thường làm tôi cười bởi vì có từ cười làm cho tôi cười cho nên con phải khoanh và funny, hài hước. Chứ không thể khoanh và nice, high hoặc là boring được, ok? À, chờ cô một lát xong bạn này đã. Rồi, what is your room like là phòng của bạn như thế nào? Dương nó bảo là gì? Vâng, đúng vậy, cô B cảm ơn nó. À, bạn gì? À, bạn thật là tốt bụng khi nói như thế. À, câu D này, nó có một cái bếp và hai phòng ngủ. À, câu C, nó không to cho lắm. Khi người ta hỏi là nhà của bạn như thế nào, phòng của bạn như thế nào, chúng ta phải chọn câu C, nó không to lắm. Chứ mấy câu kia chật lất được chưa? Rồi, câu số 7 con. Cái nhà gì con học rồi đây này? Nhà gì mà có hai nhà cùng với nhau ghép vào nhau gọi là nhà gì? Nhà tròi. Nhà tròi là nhà gì? Nhà tròi là nhà gì? Trời ơi, nhà chùa hả? Nhà tù. Nhà tù hả? Nhà nào? Tuấn năm ngoái học rồi, năm ngoái nó học sách Ryan rồi đấy. Nhà gì mà có hai nhà ghép vào nhau? Hai nhà chung tường và nhà gì? Hai nhà ghép. Này. Năm ngoái mình học detached house, semi detached house, bungalow, terrace house, cottage, block of flat. Năm ngoái học hết rồi mà giờ. Chung cư mà chung một chung vách tường á hả? The fuck chung cư. Rồi, nhà gì mà có hai nhà vào nhau đây? Semi detached house. Nhà song lập, nhà bán biệt lập, bán biệt thự. Rồi, câu B. Rồi, con sang câu 8 đi. Con nhìn thấy câu này có nó không? Tức là câu gì? Phủ, định, sai gì? Rồi, tại sao không sai ơ ân? Bởi vì ở đây bức ảnh có sờ là số nhiều là không sai ơ ân. Rồi, câu số 9 con. Câu số 9 này. Câu số 9. Nước Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland là một phần của Vương quốc Anh, đúng không? Vương quốc Anh gồm 4 nước nha. À, đó là nước Anh này, Scotland này, rồi xứ Wales này và Bắc Ireland này. Vậy thì ở đây con phải chọn là the UK là gọi là Vương quốc Anh đó, là United Kingdom á. Rồi. Câu 10, Kung Fu và Karate là môn gì? Võ thuật là martial art, chọn phải của bên. Ok. Rồi, bạn của tôi Mai rất là giỏi trong việc chơi basketball, giỏi trong việc làm gì đó, giỏi cái gì đó là good at cho cô, cho nên con phải gọi là at. Rồi. Ừ. À, Peter là con trai của chú tôi, vậy nó là gì của tôi? À, cousin, anh em họ, đúng rồi. À, my pet carrot tức là parrot, tức là con vẹt cưng của tôi á, thì như thế nào nó có thể mô phỏng giọng nói một cách dễ dàng, thông minh, đúng không? Nó có thể bắt chước giọng nói á, thì con này nó là thông minh đấy, không phải như ông Bo và Duy. Ok. À, con này là thông minh hơn cả Bo và Duy nữa. Vậy thì cái này là con em vợ rồi, ai bấm năng đó không làm bài đi, trời ơi, không bằng con vẹt luôn nào. Ai em ngu go, em học giỏi không? Cô có nói con đâu. Trời ơi, cô nói con là không có level thôi, mệt quá. Không có level bằng con vẹt thôi. Thôi. Nào, câu số 14. Trong môn gì chúng tôi học về thế giới, về sông và về núi? Môn gì? Môn gì học về núi, sông núi? Đất nước và sông núi. Môn địa lý, geography. Phải một câu A. Rồi, get up thời gian. Nào, thức dậy lúc mấy giờ chọn cái gì? Ất. Và buổi sáng nó chọn gì? In. Ất thì in. Ok. Rồi, quyển sách này của ai? Đó là của Peter, bởi vì nên nó phải sở hữu. Con chọn cho con từ who sở. Nghe chưa? Who sở. Rồi, còn mấy câu nữa? Làm chưa? Làm tới chưa? Bên dưới làm tới chưa? Làm đi rồi cô giảng bài cho mấy chị kia đã.